Rồi xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cù dúi siêu lùng lực nha anh em. Một cù dúi siêu lùng lực để chạy mẫu tử nha anh em nha. Cây rất là già cây anh em. Cây có quanh gốc thước là 140 nha anh em nha. Một cù dúi rất là lùng lực anh em. Đàn đánh bầu nha. 224. Rồi cây có tổng cái hình thân tử luôn là 200 220. Cao ơi, cao tương mặt bầu luôn. Cây này chiều cao rất khiêm tốn nha anh em. Lên 1m7 cao là từ mặt bầu lên là chỉ có 1m7 thôi nha anh em. Hình gốc 140. Hoành cả thân tử là 220. Cây rất là già cây nha anh em. Đó rỡ nổi nè. Cửa 24 giờ là có được cặp. Cây cũng có được cặp. Một cụ dúi rất là lùng lực nha anh em. Ngay chỗ này là nó phân bố một cái cổng nè. Cây rất là lùng lực. Ôm nhì quyên đá nè. Hàng đánh bầu nha anh em. Rồi anh em nào thiện chí thì inbox qua cho em nha. Xin chào tất cả anh em.